Hồng Quế nói hoa hậu Hương Giang vô duyên, cứ có tiếng danh là không coi ai ra gì. Người mẫu Hồng Quế vừa đăng đàn xéo sắc một hoa hậu đi trễ trong sự kiện mới diễn ra. Tối 24 tháng 6 trên trang cá nhân, người mẫu Hồng Quế bất ngờ đăng tải đoạn trạng thái tố một người đẹp đi trễ và gây ảnh hưởng đến sự kiện mà cô tham gia. Cụ thể Hồng Quế viết, 1.000 người chờ một người, làm việc quá chuyên nghiệp, 8 giờ diễn mà 7 giờ 30 mới mò mặt tới mà chưa make up, thật quá vô duyên. Cứ có tiếng danh là cho phép mình không coi ai ra gì. Dù không nhắc cụ thể đến tên ai, nhưng nhiều người có mặt đoán rằng Hồng Quế đang nhắm thẳng vào hai hoa hậu, cũng là gương mặt chính của sự kiện là Phạm Hương và Hương Giang. Tuy nhiên Phạm Hương đến rất sớm để trang điểm và còn chụp ảnh cùng Võ Hoàng Yến. Chỉ có duy nhất hoa hậu Hương Giang là 19:30 mới có mặt. Một số người mẫu tham gia sự kiện cũng chia sẻ hoa hậu Hương Giang có mặt lúc 19:30, trong khi đúng lịch 20 giờ bắt đầu. Màn trình diễn của cô là màn 2, nhưng vì đến trễ và chưa kịp trang điểm nên chương trình buộc phải dời đến 21 giờ mới bắt đầu. Hoa hậu Hương Giang bị nhiều người có mặt trong sự kiện tối đi trễ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Đứng trước lùm xùm trên, hoa hậu Hương Giang vẫn chưa có phản hồi chính thức. Tuy nhiên, nhà thiết kế Đỗ Long, chủ trì của sự kiện đã đưa ra phản hồi. Hương Giang được hẹn lúc 19:30 đến để make up, chứ không có việc cô đến muộn hơn giờ làm ảnh hưởng chương trình. Lúc Hương Giang đến, cô còn phải chờ vì khi ấy chuyên gia trang điểm vẫn đang hỗ trợ Phạm Hương. Nhà thiết kế Đỗ Long đứng ra bên phận Hương Giang khi cô bị tối đi trễ làm ảnh hưởng đến nhiều người. Trả lời sai liên tục tại game show, Lê Dương Bảo Lâm tức mình chửi Trường Giang đố xàm, Harry vô duyên. Lần đầu tiên tham gia nhanh như chớp, Lê Dương Bảo Lâm liên tục trả lời sai và thay vì chấp nhận, nam diễn viên lại chửi từ MC cho đến ekip chương trình. Tập 12 của chương trình nhanh như chớp chào đón sự xuất hiện của hai đội chơi Hồ Bích Trâm, An Vi, Sĩ Thanh và Lê Dương Bảo Lâm, Long Nhật, Quách Ngọc Tuyên. Khi được MC Trường Giang giới thiệu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã khiến mọi người thích thú vì quá hài hước. Lê Dương Bảo Lâm luôn khiến khán giả phải thích thú trước độ lầy lội của mình. Tại phần thi của mình, Lê Dương Bảo Lâm lại một lần nữa khiến khán giả phải cười lăn lộn khi liên tục bất bình. Trước những câu hỏi của Trường Giang đưa ra, nhận được câu hỏi trời không trăng không sao, nhà không có điện không đèn cầy, nhưng mọi người vẫn thấy đường là tại sao? Bảo Lâm tự tin trả lời, nhờ có đơm đớm hoặc ánh trăng. Ngay khi Trường Giang vừa tuyên bố đáp án của nam diễn viên không chính xác, anh liền nói, trời ơi đố gì xàm. Ở một câu hỏi khác liên quan đến chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Lê Dương Bảo Lâm phải đưa ra đáp án cho câu hỏi. Bà phù thủy đã sai ai lấy trái tim của Bạch Tuyết? Sau khi trả lời là thằng lính, anh không quên giải thích thêm cho đáp án của mình bằng lời thoại của bà phù thủy do mình tự nghĩ ra. Này hỡi thằng lính, hãy đi vào rừng bắt Bạch Tuyết và lấy trái tim của nó cho ta đem về đây nhé, Bảo Lâm hài hước nói. Khi nghe Trường Giang công bố đáp án, ông thợ săn, Bảo Lâm liền hỏi vặn nam MC, ai làm chứng cái này? Anh cho rằng nhân vật ông thợ săn liên quan đến chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ, chứ không phải nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Để bảo vệ đáp án của mình, nam diễn viên còn cố gắng kêu gọi khán giả có mặt tại trường quay tin mình. Tuy nhiên, khán giả lại đồng tình và vỗ tay tán thành cho đáp án của Trường Giang. Bởi câu trả lời của Bảo Lâm không chính xác, điều này khiến cho Bảo Lâm cảm thấy mình bị mọi người úp sọt khi tham gia chương trình. Bộ hài hước của anh tiếp tục giúp mọi người có một tràng cười thả ga. Kết thúc phần thi của mình, Lê Dương Bảo Lâm chỉ ghi được một điểm. Chính vì điều này đã khiến cho anh phải thốt lên không vui, em không thích và không hề vui đối với em. Ngay lập tức, Trường Giang đã động viên nam diễn viên. Nam MC cho rằng tuy Bảo Lâm luôn bám trụ ở mức không, nhưng anh lại rất giỏi trong việc tạo tiếng cười cho khán giả. Dàn mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt lộng lẫy đi xem show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long. Dàn sao lộng lẫy quý phái đến tham dự show thời trang xuân hè của nhà thiết kế Đỗ Long. Tối 24 tháng 6, nhà thiết kế Đỗ Long đã tổ chức show thời trang xuân hè 2018 với những bộ trang phục lộng lẫy tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những nhân tố quan trọng nhất trong show diễn Into the Dark lần này là Ngọc Trinh, Hoa hậu Hương Giang, Kibu, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, thì dàn sao đình đám cũng đồng loạt đổ bộ gây chú ý với giới truyền thông, nhưng mỗi người một vẻ với nhan sắc lộng lẫy riêng. Không chỉ có thần thái cuốn hút, mà họ còn có thể hiện gu thời trang đặc sắc của mình qua những trang phục không thể hút mắt hơn. Cùng chiêm ngưỡng loạt sao Việt đã diện những bộ cánh đẹp cùng thần thái quyến rũ trên thảm đỏ đêm thời trang danh giá này. Lý Nhã Kỳ ma mị với bộ trang phục đầy quyền lực khi có mặt rất sớm tại sự kiện thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long.
Hoa hậu Kỳ Duyên gây chú ý với kiểu tóc búi cách điệu cùng bộ trang phục khoe trọn từng đường nét quyến rũ trên cơ thể. Nàng thơ của nhà thiết kế Đỗ Long Ngọc Trinh xuất hiện với bộ váy xuyên thấu xẻ cao táo bạo. Trung thành với sắc trắng, Hoa hậu Hanye vẫn giữ được phong độ của một chiến binh sắp tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Vốn đã mang vẻ đẹp trong sáng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh càng tỏa sáng trong bộ váy lông tựa hạt sương mai. Một dàn sao thần thái quyến rũ trên thảm đỏ trong đêm thời trang danh giá này. Harry Won hôn trấn thành đắm đuối trong ngày sinh nhật lãng mạn ở Đài Loan. Lời chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào của trấn thành dành cho bà xã Harry Won đã phần nào khiến chị em ganh tị. Để chào đón sinh nhật lần thứ 33 của bà xã, trấn thành đã dành những lời yêu thương vô bờ bến cho Harry Won tuyệt vời của mình trên trang cá nhân. Không những thế, trấn thành còn đưa bà xã đi du lịch ở Đài Loan. Nam MC điển trai đã nhắn nhủ đến Harry Won rằng: "Có vẻ hôm qua em rất vui, chơi từ lúc bước chân xuống sân bay tới bây giờ. Có thể ai đó sẽ cần nhiều hơn, nhưng em thì khác. Em chỉ cần anh ở bên em trong cả ngày sinh nhật. Ừ thì anh sẽ như thế. Happy birthday con heo, vợ, tình yêu, giám thị, má nuôi, tình nhân, tri kỷ, niềm vui và nạn nhân của tôi. I love you. Mãi mãi như thế này em nhé." Taiwan, 22 tháng 6, 2018. Trấn Thành đăng tải hình ảnh du lịch cùng Harry Won ở Đài Loan để chúc mừng sinh nhật vợ. Cả hai còn trao nhau nụ hôn nồng cháy giữa chốn đông người, cùng nhau tạo những kiểu chụp hết sức dễ thương của hai vợ chồng nhà scenery. Về sống chung một nhà gần 2 năm, Trấn Thành và Harry Won chưa bao giờ xảy ra những bất đồng. Là một trong những cặp vợ chồng hot của showbiz Việt, đặc biệt là kể từ sau khi kết hôn, mọi hành động của Trấn Thành và Harry Won luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mỗi dịp sinh nhật của vợ, Trấn Thành luôn dành cho bà xã những lời ngọt ngào, cũng như những chuyến du lịch của cả hai, và Harry Won cũng dành cho chồng những điều ngọt ngào như thế. Dù đã có tình mới, Hồ Ngọc Hà Cường Đô La vẫn tái hợp, tổ chức sinh nhật 8 tuổi cho Subel. Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La tự tay tổ chức bữa tiệc đơn giản cho con trai Subel nhân dịp sinh nhật 8 tuổi. Dù đã có hạnh phúc mới, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn xuất hiện cùng nhau để tổ chức sinh nhật muộn cho con trai Subel. Cậu nhóc đã bước sang tuổi thứ 8, buổi tiệc có sự tham dự của bạn bè cùng lớp của Subel. Tuy nhiên trước đó, sinh nhật đúng ngày 21 tháng 6 không có Cường Đô La. Nhưng đến hôm nay, đại gia Phú Núi đã tổ chức bù để cậu quý tử thấy có cả bố mẹ trong ngày sinh nhật. Trong tiệc sinh nhật của con trai cả, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vui vẻ chụp ảnh cùng. Rất đông bạn bè thân thiết tới chung vui cùng Subel. Có thể nói Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La là những người rất yêu thương con, bởi dù đã chia tay cách đây 5 năm, nhưng mỗi dịp quan trọng của con trai như sinh nhật, nhập học hoặc tham dự cuộc thi nào đó, cả hai đều có mặt để đồng hành cùng con. Về phía Cường Đô La, anh cũng từng khẳng định dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn là một gia đình với nhau. Đại gia sinh năm 1982 cũng có quan điểm như Hà Hồ là luôn dành tình yêu thương và tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con trai Subel. Subel càng lớn càng chững chạc và giống bố Cường ở gương mặt, còn chân dài như mẹ Hà. Hồ Ngọc Hà đã tổ chức sinh nhật trước cho Subel vào ngày 21 tháng 6, góp mặt trong buổi tiệc sinh nhật ấm cúng gồm những người thân trong gia đình. Hiện tại, cả Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã tìm được một nửa của mình. Dù đường ai nấy đi, nhưng mỗi khi có dịp quan trọng của Subel, cả hai sẵn sàng tái hợp để cho cậu con trai của mình không thấy thiếu tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Nhân dịp sinh nhật ông xã Việt Kiều, Trang Trần đã làm điều lãng mạn này. Bộ ảnh cưới được thực hiện vào cuối năm 2017 và mãi đến bây giờ, người đẹp mới quyết định tung trọn bộ để mừng sinh nhật chồng sắp tới đây.
Dù rút khỏi showbiz đã hơn 4 năm, nhưng sức ảnh hưởng của Trang Trần vẫn không hề dừng lại. Chứng minh điều này bởi những phát ngôn scandal hay về đời sống của cụ người mẫu vẫn được khán giả quan tâm. Trang Trần sinh con gái đầu lòng vào ngày 27 tháng 11, 2015 và đặt tên là Kiến Lửa. Cô thường xuyên khoe ảnh thiên thần nhỏ trên trang cá nhân. Mới đây, Trang Trần quyết định tung bộ ảnh cưới đầy lãng mạn với người bạn đời, nhân dịp ông xã Việt Kiều Lô Yêu Trần chuẩn bị đón tuổi mới vào ngày 26 tháng 6. Bộ hình được thực hiện trong dịp anh về nước thăm gia đình, vợ con vào cuối tháng 11, 2017. Dù quỹ thời gian Lô Yêu Trần về nước khá hạn hẹp, song cả hai đã kịp hoàn thành một bộ hình kỷ niệm đầy hạnh phúc. Khoác lên mình bộ trang phục cô dâu và chú rể tinh tế, ánh mắt trìu mến cùng cử chỉ đầy yêu thương mà chồng dành cho Trang Trần khiến không ít người ghen tị. Trang Trần từng tiết lộ cô quen Lô Yêu Trần cách đây hơn 7 năm, khi cả hai cùng đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Cô chia sẻ, anh ấy rất hiền hiểu và tin tưởng tôi. Chúng tôi gặp nhau và đồng hành trong thời gian dài khi tham gia hội từ thiện Chùa Giác Nguyên. Có lúc mệt mỏi khi đi từ thiện, tôi vẫn ngã đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Tôi hay nổi khùng, thậm chí luyên thuyên kể chuyện bị chê xấu cho anh nghe. Nhưng anh chỉ cười, anh nói anh không quan tâm và tình nguyện làm cái bị cho tôi đấm để xả tức giận. Thời mới gặp, Trang Trần nhận thấy rõ sự khác biệt trong tính cách. Khi cô là người sôi nổi, còn chàng trai sinh sống làm việc chính ở Mỹ lại rất hiền lành. Sau quá trình tìm hiểu và giữ liên lạc, Trang Trần và Lô Yêu Trần bắt đầu nảy sinh tình cảm và gắn bó đến tận thời điểm hiện tại. Dù khoảng cách địa lý giữa hai người rất xa, nhưng Lô Yêu Trần vẫn thường xuyên dành thời gian quan tâm đến cụ người mẫu. Theo như chia sẻ lên trang cá nhân của Trang Trần, cô và ông xã hầu như FaceTime với nhau hàng ngày. Anh luôn dành những lời yêu thương và động viên vợ tiếp tục cố gắng trong việc nuôi dạy bé Kiến và kinh doanh. Trang Trần cho biết cô và ông xã vẫn đang tính toán thời điểm phù hợp nhất để làm đám cưới. Điều đang khiến cụ người mẫu rất hạnh phúc đó là dù chồng đi làm việc xa, nhưng cô luôn nhận được sự hỗ trợ quý mến từ mẹ chồng. Trong năm 2018, ngoài duy trì hoạt động kinh doanh, Trang Trần cũng tham gia biểu diễn trong một vài sự kiện thời trang của các nhà thiết kế thân thiết và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện với rất nhiều các dự án khác nhau.